Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè bà ba nè. Thì mình vừa nấu để cúng và cũng để chia sẻ cho các bạn cùng xem luôn. Cách nấu thì đơn giản, chè thì béo ngon, hạt đậu phộng mềm tan và cùng với cái viên bột lọc nữa, rất là ngon. Trước hết thì mình dùng đây là 200g đậu phộng nè. Đậu phộng này thì mình ngâm trước một đêm rồi đó, ngâm hồi tối hôm qua. Các bạn ngâm lâu thì mình nấu nó nhanh mềm và hạt đậu nó bùi ngon nữa. Bây giờ mình sẽ đi xả sạch. Xả sạch ráo rồi thì cho vô trong cái nồi. Để nấu đậu nhanh mềm thì mình cho vào đây nửa muỗng muối nở, nửa muỗng cà phê thôi ha, đừng có cho nhiều quá nó cũng không có được. Rồi mình cho nước vô. Nước thì các bạn cho nhiều nhiều đi để mình nấu cho nó nhanh mềm đậu. Bắt lên bếp sẽ nấu cho nó sôi lên. Khi đậu nó sôi rồi nè, các bạn sẽ để đây và mình để lửa nhỏ mình nấu nửa tiếng cho nó mềm. Quay qua đây mình dùng 100g đậu xanh. Đậu xanh này thì mình cũng sẽ ngâm trước khoảng chừng nửa tiếng cho nó nhanh mềm. Phổ tay một ít ngâm nước luôn. Nửa cái củ khoai môn, một củ khoai lang, thêm một miếng bí đỏ nữa cho nó đủ màu sắc. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi gọt vỏ cái phần khoai lang này. Mình dùng khoai lang Nhật á, cho nó ngọt. Gọt cho nó sạch vỏ luôn. Bí đỏ cũng vậy, mình cũng gọt cho nó sạch. Khoai môn thì các bạn thích ăn nhiều thì cho nhiều, thì mình dùng khoảng nửa củ á. Cho tất cả, mình rửa cho nó sạch. Rồi vớt lên cho nó ráo nước. Rửa sạch xong thì các bạn sẽ đi cắt. Mình sẽ cắt những cái miếng vuông vuông nhỏ nhỏ, cắt cho nó vừa vừa vậy đó, mình cho vô chè ăn nó ngon và đẹp nữa. Bí đỏ cũng vậy luôn, các bạn cắt cho nó đều nhau ha, thì cho vô chè nó mới đẹp. Cắt xong hết thì các bạn sẽ chia khoai ra, mình cho khoai vô để mình hấp, khoai môn và khoai lang. Các bạn có thể cho thêm khoai lang tím nữa, rồi mình hấp cho nó chín. Quay trở lại cái nồi đậu phộng thì mình nấu được hơn nửa tiếng rồi đó. Khoảng chừng 35-40 phút à. Bây giờ nó mềm rồi, mình sẽ đổ nó ra. Tại vì có thuốc muối các bạn nên vô cái đậu nó nhanh mềm lắm. Rồi mình để đây cho nó ráo. Bí đỏ mình sẽ cho qua bên cái tô. Bí đỏ nó hơi mềm hơn khoai, cho nên mình cho vô đây một lớp bột năng, cho nó áo một lớp mỏng mỏng thôi. Để chút nữa mình đem đi luộc á các bạn, cái bí đỏ của mình nó có cái độ dai dai. Cho vô trong nước nè. Các bạn thả vô từ từ ha, để mình luộc cho nó chín. Nó không có bị xúc cái lớp bột ra. Luộc khoảng chừng 5 phút. Sau 5 phút thì thấy bí nó nổi lên trên vậy là được nè, vớt nó lên. Đậu xanh thì mình ngâm nửa tiếng, bây giờ mình đi nấu. Cho vô trong đây khoảng chừng nửa lít nước để nấu đậu xanh. Rồi để lửa nhỏ mình sẽ nấu cho nó chín. Tiếp tục thì mình dùng bột năng. Bột năng mình sẽ cho ra đây để mình tạo hình cái sợi bột lọc. Mình cho vô đây một ít màu tím, cho nước sôi vô. Nước phải thật là sôi các bạn mới cho vô bột. Làm như vậy thì bột của mình nó không bị chảy. Trộn sơ xong thì bây giờ các bạn sẽ nhồi, mình cho thêm một chút xíu bột áo nữa để mình nhồi cho nó dễ. Bột sẽ dẻo. Rắc một ít bột khô lên. Rồi cái khối bột mà các bạn nhồi cho nó dẻo xong rồi thì mình cán nó ra. Tương tự mình cũng làm thêm màu xanh lá dứa nữa. Cũng làm giống y hệt màu tím luôn. Các bạn cán cho thật là mỏng. Rồi mình sẽ cắt sợi giống như là mình làm bánh canh vậy đó. Cắt ra những cái sợi nhỏ nhỏ thôi thì mình cho vô chè nó sẽ ngon hơn. Cắt xong hết rồi, bây giờ chuẩn bị đi luộc ha. Quay trở lại cái nồi đậu xanh. Thì bây giờ đậu nó cũng mềm rồi nè. Vậy là được rồi đó.
Bây giờ mình sẽ đi hớt bớt cái phần bọt xong rồi mình lấy cái bột lọc mình cho vô. Các bạn cho thẳng vô trong chè để mình luộc luôn. Tại vì mình cho vô trong đây á, thì nó có cái chất nhựa trong chè thì chè nó ngon hơn các bạn luộc riêng. Nếu mà luộc riêng á, thì cái chất nhựa nó không còn, chè nó cũng không được ngon. Rồi mình trộn đều nó lên và cũng nấu cho nó sôi lên. Khi nó sôi lên này nè các bạn, nó sôi đều lên vậy là được rồi nè. Mình sẽ cho hết đậu phộng vô. Tại vì cái bột lọc nó cũng nhanh chín lắm, mình nấu sôi bùng lên là nó chín nè. Mình sẽ cho đường vô. Mình cho vô đây một chén đường. Các bạn có thể tăng lên nếu như thích ngọt hơn. Tí xíu muối. Hồi nãy á, mình có cho thêm chút xíu nước vô trong chè đó, trong lúc nấu đậu á, hớt bớt cái phần bọt cho chè nó được ngon hơn. Mình cho vô đây nửa lít nước cốt dừa nữa cho nó béo. Cái phần khoai thì hồi nãy mình hấp nè, nó cũng chín mềm rồi. Vớt cái bí đỏ lên, mình cho nó ráo nước rồi cho vô trong chè luôn. Tại vì bí đỏ này có luộc trước rồi nên các bạn không cần nấu lâu. Khoai cũng chín. Những cái phần mà nó chín rồi thì mình cho vô sau. Cho phổ tay vô luôn. Rồi mỗi thứ một ít mà nó đầy tràn cái nồi luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên ha. Vẫn để lửa vừa vừa thôi để cho nước cốt dừa nó ngấm vô trong chè. Rồi như vậy còn được rồi đó. Mình nấu thêm 5 phút nữa là mình tắt bếp luôn. Mình xớt qua cái nồi các bạn ơi, đầy quá. Chè của mình nó hơi nguội tí xíu thì nó sẽ có cái dạng hơi sệt hơn trong lúc nóng. Rất là ngon. Màu sắc thì bắt mắt nè. Bây giờ sẽ múc ra ha. Mình nấu một nồi. Mỗi một thứ có một chút thôi mà nó ra nguyên một nồi bự chảng luôn nè. Mình sẽ múc ra những cái chén nhỏ nhỏ để cúng luôn. Chè bà ba hay là chè thập cẩm. Cho lên đây tí xíu mè nữa, nhìn cho nó ngon. Rồi vậy là mình đã hoàn thành xong cái món chè bà ba với phần đậu mềm tan. Chè của mình á, nó có nước cốt dừa nhiều thì nó sẽ béo ngon. Nấu chè này á, quan trọng nhất chính là béo. Các bạn nấu béo thì nó ngon ngọt và nó thơm nữa. Cùng với các nguyên liệu mình ăn vô thì rất là ngon. Hạt đậu thì mềm tan, không bị cứng. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.